khi mà dây chuyền chút nữa anh về anh lấy cho em gói vét với lại đầu bột không không đồng không ngon lấy cho em lợn chỗ này nè đầu là phải cả rồi, lại hút chết hết.
sạch hơn, mà phải đem theo cái tốt sẵn nữ là thai dính lại đú vào mà thở là đã chết. Ông nhà gần đó ông biết con câu đó đó, nói tên tỏ biết mình không có tối nào ấy cũng mò được cái sau này ông coi video á, coi video mới đỡ thầy coi video thầy có sáu mươi một cái chơi cũng nhỏ
coi tôi thấy nó bán rẻ hơn. Đâu ăn nữa rồi rồi cứ trả trong cái đó đó. Với lại cái thẻo mình tốt lâu ngày nợ nó giúp cá nhiều nó giảm. Thank you.
ghe luôn hả? Mở nó ghe luôn. Thank you.
mấy con cá rồi, tự nhiên nó đưa mấy không lấy thôi em về anh muốn anh coi thử thôi chứ nhả cho em bỏ sau lưng anh đâu có hai từ đi mộ chắc chỉ nghỉ nghỉ xe đó chứ tao đóng đâu cho thì đâu cái đường dẫn lên đường con đất đường dẫn lên ừ tao có cái đường dẫn lên có cái cửa cầm cái dòng xu á dẫn lên con đất phải là nó cũng ra con đất thôi. Đi đường Kim Sơn vô hả? Ừ. Vô sâu không? Thì đó rồi. Qua Đại Lát hả? Không, đó là mình vô Ấn Độ. Đại Lát. Chạy cái đường Kim Sơn chạy nhiều cách đó. Không có những cua đâu. Vô lại hả? Hả? Vô lại hả? Không có lại đó. Và đó là nói chung là các chốt, thành các chốt của chúng ta thành ngồi mình đó. Ờ, chốt của thành bệnh đó. Chạy như nếu mình nó đi được thì nó cho là thành bột đi. Chết rồi. Giờ là có rồi. Có mồi.
còn nếu mấy con mà không có thì mình phải được ha, và cái tí cái lượng cái lo phải lo luôn bút á, mở video bút tóc ra cái gì vậy mà trời ơi, hôm nay ông đó ông nuôi quá trời rồi à, chim về như mấy con mắt á, có lẽ em nuôi chim quá trời nhà gốc luôn mà không ai lụm đâu, chính đó mà thước con trái có mũi à, một trái bự như bự chân anh đó, một trái có mũi còn mà bây giờ đâu bán thì tôi bảy bỏ cái đâu hàng rồi hái rồi chưa được ngồi đó rồi dưới gốc dưới trái em lựa chỗ nào nó nở nở em lấy ra mũi em còn hai trái hai chục mũi no ok đó, đi tiếp nay vô nữa mà nó đụng hết rồi còn tay không nhóc trong đó câu rô phi cũng có rô phi đó nó câu cá ngựa cái cá nó đỏ sống vô câu hay vô cái câu quá trời luôn không ghê hả không ghê vô đường không phải phải không đập hồ ghê gần đó cái đường hầm chui á, chui qua bên đường cao tốc á, chui qua là có cái đường mình tay trái chạy ra đập nó qua hầm chui luôn, không chui qua hầm chui đâu, đường tối thôi, không phải hầm chui, có cái đường rẽ bên tay trái chạy ra đập rồi, chạy mất đó luôn, chạy đập chạy qua mặt đập con vô cái mặt đập vô cái ngọn nó ngon quá ngon, nhưng mà nó không có phi độ ra như đây đây ta là cá ngựa cái gì cá ngựa nó phi có một hai con nhỏ xíu rồi nó câu thấy chứ chỉ là ấy hai câu luôn đòi các bạn ơi cái ngựa bự bạn nó là cái đó đó thấy một người nó thấy hai mặt nữa rồi đủ rồi hả? Bữa nào mà biết cổ là anh em đủ bữa đủ đi bữa anh hả? Cũng đi bữa anh còn còn biết cổ thôi còn có bữa là có thôi cũng có cái gì mà dễ mùa đắng cứ đập tới nó cạn khô à, còn muốn lúc nào đắng em chưa phải chi nó cạn khô à, nước đâu cũng nhiều
xuống coi coi. Sao cái con, cái con nhỏ nó ăn đó, nó lôi ngay con bự bây giờ con cứ chiều rồi tối đó em. Đây chừng nhận định lại.